Trúc Trương và Thông Trần xin kính chào quý vị trở lại với chương trình Tâm sự Địa ốc của chúng tôi. Nếu như mà quý vị khách hàng nào mà có nhu cầu về mua bán nhà, cơ sở thương mại, commercial building, những income property, xin đừng ngần ngại gọi cho Trúc Trương hoặc Thông Trần tại 714-717-3691. 714-717-3691. Chủ trương của Thông Trần và Trúc Trương uy tín, tận tâm và nhanh chóng, nhất là mang sự hài lòng và an tâm cho quý vị. Trúc Trương và Thông Trần là Real Estate Broker làm việc tại 6 quận của miền Nam California, đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu thì cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần 24/24, 7 ngày một tuần nha quý vị. Để trở lại cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì Trúc Trương và Thông Trần sẽ đưa ra một cái chủ đề rất là hấp dẫn, đó là giá nhà có vẻ nhẹ nhàng hơn tại California. Cái này là cái tin vui cho những người đang định mua nhà, chờ đợi khoảng cũng 2-3 năm nay rồi. Đúng rồi. Thì cái lý do tại sao mà Trúc Trương và Thông Trần đưa ra cái chủ đề này thì tại vì chúng tôi chỉ lấy theo thứ nhất là cái kinh nghiệm cá nhân, hiện tại những cái listing mình đang có hay hoặc là những cái offer mình đang đi offer cho khách mua nhà và cái mình dẫn khách đi coi nhà nữa. Đó thì những cái là mình đi offer cho khách hàng đó. Rồi ngoài cái kinh nghiệm cá nhân mà Trúc Trương hiện đang thấy, còn có những cái tin tức ha của những cái trang web về realtor cũng như là những cái trang những cái tin tức từ các hãng truyền hình truyền thông lớn tại Mỹ, cả đài Việt Nam nữa quý vị. Thì từ đó mà chúng tôi mới làm ra một cái tựa đề của ngày hôm nay để cái chủ đề này chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Cái kinh nghiệm trước tiên đó thì như Trúc Trương và Thông Trần cũng nói những cái một hai cái cuốn trước rồi, đi offer bây giờ không có, thí dụ như những cái listing của Trúc Trương và Thông Trần không còn nhiều offer vô nữa, không còn mấy chục cái nữa, chỉ có đúng rồi chừng 5 cái trở xuống thôi, chứ không phải là giống như nửa năm hay là năm về trước mỗi lần là 20 đến 25, 30 cái. Đúng rồi. Mà tha hồ mà lựa chọn. Mà cũng hơi chậm chậm, họ cũng quyết định cũng không có nhanh nhẹn. Thay vì hồi xưa mình open house một cái cuối tuần thôi quý vị, là rất là nhiều offer rồi mình chọn lựa là xong chừng vài ngày là mình đã mở show. Thậm chí mình chưa open house có người đi coi đã offer vô 5 số cái trước khi open house nữa. Đúng rồi. Còn bây giờ thì cũng phải chờ đợi 1-2 tuần rồi họ quyết định, rồi cứ counter qua counter lại coi như thế nào rồi mới mở cái show quý vị. Cái đó là những cái listing, là có nghĩa là những cái mà Trúc Trương làm việc với seller đó. Thậm chí nhớ năm ngoái không, mỗi lần mình list một cái nhà nào mình counter sometime mình không có đợi đến cuối ngày nữa, đủ rồi, cũng như người ta counter lại cao trong vòng 5 tiếng là mấy người đã khao lời lại liền. Trả lời liền. Khi chủ không cần đợi luôn á. Còn bây giờ họ đắn đo, người buyer đắn đo. Thì cũng như là còn nói với về cái phần mà đi offer cho khách hàng, offer cho người buyer đó quý vị. Thì bây giờ tương đối cái giá nhà list lên nó cũng nhẹ nhàng hơn. Thì họ cũng có thể, thí dụ như hồi xưa, thí dụ một căn nhà đó 1 triệu đi, bây giờ họ có thể họ list chừng 950, không có nhiều lắm, không khác biệt nhiều, nhưng mà ít ra họ cũng list thấp một chút, mặc dù cái 950 đó so với cái giá trị thực tế vẫn còn cao, đúng không? So với cái căn nhà đó giá trị thực tế của nó vẫn còn cao, nhưng mà nó tương đối thì làm cho cái người buyer cảm thấy ồ cái giá này họ cũng có thể trả giá, hay hoặc là họ có thể là với cái giá này họ cũng có khả năng họ mua để họ trả nổi, đúng không? Với lại theo thông á thì những mấy tuần nay cả tháng 2 tháng nay, nếu mấy cái vùng xa gọi là San Bernardino nè, Riverside nè, thông đi offer căn nhà cho khách không á, full ride cũng ok đó. Full ride mình cũng lấy được 80% mình cũng lấy được rồi, chứ không cần mình lên nữa. Nhưng mà
với Orange County mình tùy theo nhà thôi, tùy theo giá trị nhà và tùy theo mình phải coi cái người listing đó người ta chơi cái game như thế nào. Xong là có ví dụ nữa, không nói với vị là nhà 1 triệu khi bây giờ tình hình bây giờ người ta không có sôi động lắm thì agent, nếu agent nào có kinh nghiệm thì ta không list 1 triệu nữa mà người ta list khoảng 900, 907, 908 dưới chút xíu, nhưng mình vẫn đi offer 1 triệu mình vẫn lấy được. Nếu mình làm cái com là xung quanh có căn nhà đó 1 triệu thì mình cứ offer dùng 1 triệu mình có khả năng, chứ không phải giống như hồi xưa mình làm cái com 1 triệu nhưng mà mình phải offer vô 1,5 triệu hay 1,7 triệu hay 1,8 triệu. Có nhiều căn như ngày xưa là mình trả cái 100-200 ngàn. Đúng nhưng rồi. Cái khu tốt mà căn nhà luxury thì mình cũng phải trả lên đó quý vị. Thì bây giờ thì chừng mấy chục ngàn thôi, những căn nhà condo nhỏ nhỏ thì mình trả thêm 10 ngàn, 20 ngàn cũng lấy được rồi. Ngày xưa mà cho dù condo mình trả nhiêu đó cũng không lấy được quý vị, cũng chưa có lấy được. Tệ nhất là 40 ngàn. Cái đó là cái kinh nghiệm cá nhân hiện tại. Còn thực tế thì quý vị cũng đã xem mấy hôm nay, cả tuần nay những cái tin tức về cái phân lời ha. Cái phân lời cũng bắt đầu từ giữa tháng 6 này lại lên nửa chấm nữa, rồi tháng 7 cũng sẽ lên, từ đây cái cuối năm cứ mỗi lần lên là nửa chấm quý vị. Thì phân lời thì đã thông long lại lặp lại cho chút thôi, là tuần sau nhà Fed nói là tuần sau sẽ lên, là xong tháng 7 lên, có thể tháng 9, tháng 10 lên thêm lần nữa. Là nghĩa từ đây còn 3 lần, mỗi lần lên nửa chấm đó vậy. Thì quý vị thấy là cái phân lời càng cao thì là cái vấn đề của những người mà buyer đó quý vị, để đi đi apply cho một cái loan á, giống như mượn tiền nhà băng á quý vị, là nó cũng giảm. Nó phân lời nó tăng cao thì cái tỷ lệ người mượn nợ đó cũng giảm đi. So nội trong cái tuần này thôi đã giảm khoảng gần 7%. Ha, khoảng 7% trong cái tuần lễ vừa rồi thôi quý vị, đã giảm 7% cái lượng mà nộp đơn xin mượn tiền để mua nhà. Mà cái đó là mình nói trong một tuần, còn so với cùng cái thời gian này mà năm ngoái đó quý vị, là đã giảm ha, đã giảm cái số lượng đơn nộp đơn để đi mượn tiền loan nó đã giảm tới 21%. Wow. So với cùng thời gian này năm ngoái là giảm 21%. Mà theo tin tức của các đài lớn đó thì họ lại so sánh là cái thời gian này nè giảm gần 7%, mà so với 22 năm về trước đó là thấp nhất, là giống như cái tỷ lệ á, nghĩa là nó giảm nhanh nhất đó. Giảm nhanh nhất trong vòng 22 năm trước, trong vòng rút, đúng rồi, 22 năm chưa có bao giờ mà nó giảm xuống nhanh, đúng rồi, giảm tới 6 gần 7% như vậy nha quý vị. Thành ra là mình thấy là có nghĩa là cái người buyer, cái đó là dấu hiệu của người buyer bắt đầu họ ngưng rồi ha. Thì thông nói chút đó, họ từ từ họ sẽ ngưng xuống, tăng tiền lời lên, cũng giống như cái diều á, giờ tiền lời giống như mình kéo xuống không để nó bay được. Mà theo Trúc Trương đọc đó, từ cái để Trúc Trương coi từ cái CNBC á, cái tin tức từ CNBC á, thì họ thấy nè, cái họ cho thấy, họ lấy cái tin tức từ Redfin đó, họ làm ra một cái con số ha. Họ thấy những tới 49% quý vị, những cái chủ nhà đó là những chủ nhà mà bán những cái căn nhà mà từ khoảng 500 ngàn trở xuống đó, là tới 49% bây giờ bắt đầu người ta bỏ lên thị trường. Có nghĩa là những cái căn nhà mà trị giá vừa vừa thôi, khoảng từ nửa triệu trở lại, là bắt đầu những chủ nhà đó họ sợ mất cái cơ hội, nhà họ sẽ xuống giá đó, mất giá đó. Thành ra bây giờ tới 49%, coi như là gần phân nửa rồi, gần 50% là họ sẽ bỏ lên thị trường, họ bán họ. Cái này cũng vậy, thông đi offer mấy cả tháng này cũng vậy, thông thấy chủ nhà mấy cái vùng xa, thậm chí có những listing ở vùng mình Orange County, Fountain Valley với lại Westminster, họ mới list cho một tuần thôi, họ thấy không có offer vô, họ là cũng xuống 20 ngàn rồi đó. Để bây giờ không cảm giác giống như là người seller, người bán người ta lo lắng quá, ta sợ là không làm kịp, không quyết định nhanh thì mình sẽ lỡ một cái cơ hội liền. Đúng rồi.
Thì giống như cái căn cái video vừa rồi mà Trúc Trương với Thông Trần vừa đi review một căn nhà tại Westminster mà giá 999.000 đó quý vị. Là cái đó là cái nhà thì khoảng hơn 1.400 square feet, lot size có 6.600 square feet đó quý vị, mà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm đó. Cái khu cũng cũng tốt Cũng của thành tốt. phố Westminster, là ngay góc đường Hyo với đường Magnolia. Newland. Hyo Giữa. với đường Newland đó quý vị. Thì là cái căn đó mới vừa list là trong 3 ngày mà giá gần 1 triệu, cho là 1 triệu đi đúng không? Trên lệch thì còn gần 1 triệu rồi, là 999 nha. Mà mới vừa đó mấy ngày thôi, Bốn mà ngày, ba ngày, bốn ngày. sáng nay Trúc Trương check lại thì thấy họ đã xuống giá còn 978.800 quý vị, coi như xuống 20.000 ha, mà 20.000 mà cái căn nó tương đối cũng ok, good shape, good location quý vị, và dọn vô ở ngay thôi, mà mới đó mà mới có mấy ngày thôi thì họ đã xuống 20.000. Thì ngoài cái căn đó ra mà Trúc Trương cũng thấy những cái listing bây giờ nó bị back on market, có nghĩa là có thể họ cancel escrow quý vị, có thể là một số là không có giữa chừng thì cảm thấy đổi ý, có thể là cái tiền mortgage nó cao quá họ cảm thấy họ không gánh nổi, hay hoặc là giữa chừng họ như vấn đề gì đó họ không qualify nữa ha, họ bị trục trặc vì cái loan đó họ cancel. Chút thấy Chút Trương thấy các bác on market cũng hơi nhiều hơn là những cái tháng năm trước, tháng ngày trước. Với lại một phần nữa thì Thông đi làm, Thông cũng có một cái group của agent của Thông và với bạn bè của mình gọi hỏi thăm nhau thì họ cũng than lắm với tin của họ ở trên xa đó, Riverside, San Marino với lại mấy chỗ xa xa của quận Cam mình á, họ list bây giờ khoảng 2 tháng mấy 3 tháng mà vẫn không có cái offer vô luôn em. Họ sợ là bán không được, dù dù cái listing họ cũng lo lắng lắm, không phải giống như là nửa năm hay năm về trước đó. Rồi Trúc Trương lại thấy một cái tin khác á, họ nói bây giờ nhà đó bỏ lên thị trường bán tăng 9%, cũng cái thời gian này năm ngoái nó tăng 9% nhà mà lên thị trường bán đó quý vị, Và với cùng thời lại kỳ này năm ngoái. đúng cùng thời gian năm ngoái tăng 9% mà cùng thời này tháng trước gần tăng gấp đôi luôn. Đúng rồi. Ừ. Có nghĩa là tháng năm Tháng á 5 ha, trong những gấp bốn đôi cái tuần của tháng trong năm á, trong vòng 4 tuần đó là tăng gấp đôi cái mà listing á nó lên thị trường là gấp đôi quý vị, là có nghĩa là bây giờ nhà lên nhiều hơn thì người người mua lại bắt đầu có dấu hiệu họ ngưng hay hoặc họ back out nhiều hơn là những tháng trước. thậm chí hồi nãy tao mới sợ trong cũng như cho nhà ở Garo cho khách thông đó. Thông nhớ thời buổi này năm ngoái ở Garo có 20 mấy căn thôi mà bây giờ đến 120 căn, 120 mấy căn là nó lên 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 gấp 5 lần rồi. Ở Farm Valley bây giờ cũng vậy quý vị, và đã Cũng lên năm chục rồi, năm chục năm cũng mấy rồi. cũng cũng nhiều rồi, hồi trước mới mấy năm ngoái chừng có mười mấy căn, mỗi Mấy ngày Chúc căn. Trương cho chắc đó, chừng nhiều lắm là 18 căn mà tính condo luôn quý Thậm chí vị. mà mình tìm mình không biết để mà kiếm cái nhà nào để cho khách nữa, không có cơ hội để có cơ khách cho khách coi nữa. Có nghĩa là bây giờ từ từ rồi quý vị sẽ thấy cái dấu hiệu nhà lên nhiều mà người mua lại lại giống như bớt bớt giảm giảm, chứ mình chưa nói là mình chỉ thấy là cái dấu hiệu nhà thôi quý vị, còn với vấn đề giá thì mình chưa thấy thay đổi nhiều Đúng rồi, đúng không, giá mình thì chỉ thấy ok cái lượng nhà lên nhiều, cái lượng người mua thì ít, nhưng cái giá nhà mình chưa thấy thay đổi. nhưng Thông theo không á, giá nhà chút chút nhắc đến giá nhà thì dạo này á Thông cảm giác mấy người seller á, người ta cũng hiểu cái tình hình rồi, ta vẫn willing để negotiate là nghe thương lượng với người mua và họ vẫn cũng như là bây giờ họ vẫn nghe lời cho những người agent họ hơn hồi xưa. Hồi năm ngoái là giá list quá cao, họ nó không care, bán được cũng bán được cũng bán được thì thôi đúng không, anh list 3 tháng không bán được thì không bán. Nhưng mà dạo này đó khách hàng người seller lo lắng vẫn hỏi với lại agent cũng như mấy cái listing không, họ thường hỏi lắm anh ơi
khuyên là anh khuyên mình như thế nào, cho mình một cái ý kiến đi, thì để cho mình bán nhà giá cao với anh nhanh. Họ vẫn chấp nhận đi theo cái lối của Thông làm để bán cái giá cao nhất mà nhanh nhất cho họ. Họ không có đòi hỏi là cái mức định là giá như vậy, là giá như vậy. Họ vẫn ok, flexible cũng như là Nguyễn Chuyển nha quý vị. Thì nói chung là đó là những cái họ sợ người seller, những quý vị seller đó, thì họ sợ lỡ mất cái cơ hội thôi. Họ thấy là tình hình họ cũng nhận ra rồi. Bây giờ nhất là những cái tháng cuối năm nay càng ngày càng interest càng lên, thì cái họ nhận thấy được rồi, là cái dấu hiệu là có vẻ buyer họ tạm ngưng mất, giống như họ bắt đầu họ ngưng rồi đó. Thì chủ nhà sợ là khi mà họ cần họ bán lại không kịp, thì thành ra cái có thể mùa hè này nhà sẽ lên nhiều hơn nữa quý vị. Theo Trúc Trương và Thông Trần thấy đó, có thể là sẽ lên nhiều Thông, nữa. Thì Thông cũng nói với người seller của Thông đó, nếu anh mấy anh mà không tin Thông thì cứ lên mấy cái website search đi, bây giờ nhà nhiều hơn. Với lại anh chạy vòng vòng những cái khu anh một mai hai mai, bây giờ cái size nó nhiều hơn luôn rồi. Uh-huh. Đó. Uh-huh. Bây giờ có thể là buyer có nhiều lựa chọn hơn, nhưng mà cũng mặc dầu là bây giờ là có nhiều lựa chọn nhưng interest rate nó cao, thành ra là buyer cũng lưỡng lự. Chính vì vậy mà quý vị thấy là back on market hay hoặc là cái vấn đề bán nó cũng hơi chậm hơn ha. Dạ, đúng không? Như vậy. Trúc Trương vừa nói hồi nãy đó, bây giờ cũng khoảng 1-2 tuần mình mới thấy nó vô SO được, chứ không phải như hồi trước bỏ ra thị trường có 1-2 ngày chưa tới, mới dựng bảng là có người gọi tới. Thậm chí chưa kịp bỏ bảng nữa. Chưa làm nhiều khi Trúc Trương và Thông Trần có những cái list mới vừa tới cắm cái bảng, chưa làm flyer, chưa có set up để open house, cái nhà phía trong cũng chưa có lean up nữa quý vị. Thấy hàng xóm hay hoặc là ai chạy ngang qua lại cái là thấy là họ thấy số phone họ đã gọi rồi, trong khi đó mình chưa có ready để show nhà đó quý vị. Cái đó là trong cái thời gian của 1-2 năm về trước đó quý vị ha. Thì cái đó là tất cả những cái gì mà tin tức cũng như những kinh nghiệm Trúc Trương và Thông Trần chia sẻ ngày hôm nay. Nếu như quý vị cảm thấy có ý nghĩa thì cho Trúc Trương và Thông Trần một cái like, một cái share, cũng như là những quý vị mới cho Trúc Trương, Thông Trần subscribe để có thêm những cái video kế tiếp nó có ý nghĩa và mình chia sẻ với nhau những kinh nghiệm hiểu biết của không những mà Trúc Trương, Thông Trần trong nghề, nhưng mà sometime những quý vị ở ngoài có những cái ý kiến cũng rất là hay thì xin đóng góp cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn.